vậy thôi hả? Rồi Còn bye gì bye nữa đi, không? bye bye khán giả như vậy. Ủa đây anh bye bye rồi mà. Anh bay còn em chưa bay, có hai người mà có người bay còn người kia sao không bay, trời ơi trời. Nói sao? Nói Bye bye khán giả chứ sao trời Ok. ơi. Hẹn see you in the next video. Ok. Nói đi. Ủa, quay rồi hả? À. Ok. Đời lắm phong trần tay trắng tay. Ôi ơi, các bạn nhìn nha các bạn. Này giống như suối ha các bạn ha. Giống như suối vậy á, đẹp quá. Phong cảnh hữu tình. Trời trong xanh gió mát. Hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2021. 75 độ F. Các bạn thấy không? Tháng 11 rồi mà vẫn còn rất là ấm áp. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tony Lee Houston. Thì chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ ba an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay Tony và bạn Vi sẽ dẫn quý vị cô chú bác đi chia sẻ với cô chú bác đi khám phá một cái subdivision very good để về hưu sinh sống an cư lạc nghiệp, thế cũng ok, giá cũng ok. Nói tóm lại chút xíu bạn Vi sẽ chia sẻ những cái information đó. Sau đây thì nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nhà nó đẹp thì đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho bạn Vi và Tony nha, để tụi em có động lực và tinh thần để làm nhiều cái video mới nữa. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của anh Tony. Hôm nay Vi và anh Tony tới cái subdivision này. Họ mới xây thôi và giá ở đây có giá là 300 ngàn tới 600 ngàn tùy theo mình muốn xây nhà to nhà nhỏ như thế nào. Và builder ở đây xây nhà rất là tốt luôn, có Perry Home và Beezer. Nhưng mà hiện tại Perry Home á, họ không có ai trong văn phòng hết, mình không có coi được nhà mẫu, mình chỉ coi được cái mẫu nhà này thôi à. Và thuế ở đây là 2.85% sau khi mình xin Home Tax Exemption á, thì chỉ còn 2.85, rất là rẻ luôn. Học trường Tomball ISD, mình ra highway cũng gần ở phía ngoài này, mà đi tới khu Việt Nam mình cũng 30 phút. Hacksaway ở đây là tầm gần 1.000 đồng. Okay. Tại vì nó có hồ bơi, có cái đường mình đi tập thể dục. Cái khu vực này rất là đẹp. Họ xây nhà có trên hồ cũng có. Nếu mà anh chị em nào muốn xây nhà trên hồ cũng có luôn. Thì nhà trên hồ thì mình trả tiền cái đất ở trên hồ cao hơn. Yeah. Tầm 30-40 ngàn cho thêm đất rồi mình xây nhà ở trên đó. Mình có thể xây nhà từ 300 ngàn tới 600 ngàn. Tùy theo ý mình. Ok, bây giờ, mình vào trong mình xem cái căn nhà này. Cái căn nhà này có giá là tầm khoảng 500 ngàn, 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm rưỡi. Đó, mình đi qua bên đây. Trong đây nhà trệt khoảng bao nhiêu cái? Nhà trệt thì khoảng tầm 300 ngàn cũng có, 350 cũng có, tùy theo diện tích mình muốn lớn hay nhỏ. Cái này là khúc cái gara. Cái này là cái khu Amira, là cái khu subdivision này. Hôm nay Tony với Vi dẫn các bạn đi xem nhà trong bóng tối nha. Tự nhiên ngày hôm nay anh cúp điện. Nó cúp điện, không có điện luôn. Bởi vì độc và lạ nè, chỉ có Tony với Vi mới làm được cái điều đó thôi. Everybody dẫn đi xem nhà trong ánh sáng đúng không? Hola. Mình dẫn đi xem trong bóng tối mới độc và lạ đúng không em? Đúng rồi. Gì cũng vậy, chơi trong bóng sáng nhiều quá giờ phải chơi sang bóng tối chứ đúng không? Đó, đây là cái căn nhà lầu. Hai. Hai. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành khám phá căn nhà mẫu ha. Căn nhà mẫu nha. Ok. Ê, cái cửa này cũng cao nha em. Cửa cao. Này cao nha. À, cửa này chắc là 12 feet á hả? Hay là sao? Bao nhiêu? Cái cửa này hả? Em bao nhiêu feet nè? Bây giờ em la làng lên coi em bao nhiêu feet? Em 6 feet mấy. 7, trừ ra đâu dài nữa. Trời. Cái cửa này chắc cỡ tầm 10 feet. Ok rồi, quyết định như đây 10 feet rồi. Đó, khi mình bước vào thì nó có cái trần ở phía trên cao luôn, là ở trên lầu nhìn thấy được xuống bên dưới này. À, cái này nó giống như cái gác lửng đó đúng không em? Yeah. Ôi. Đó. Nhà này bây giờ hiện tại không có điện nhưng mà cũng sáng á. Dạ, không sao đâu. Mình đi lên thì cô chú bác anh chị biết mà ánh sáng nhiều quá giờ mình cũng phải cần bóng tối. Đó, ở bên đây có một cái phòng ngủ với một cái phòng tắm. Ok. Thì giống như là có được hai phòng ngủ ở dưới đây luôn á. À, cái nhà lầu nhưng mà có hai phòng ngủ bên ngủ dưới. Dạ. Ok, cái này không phải là master đúng không? Không, không phải master. Ok, em lên khám phá cái closet của để dàn dòng châu báu hồng sòn vậy chồng không? Ờ, đó, bự quá hả? Cũng bự, thoải mái. À. Đó.
cái phòng này nó cũng là gọi là normal size ha ha, yeah. Ha bình thường ha, cũng bình thường. À, để cho có thể một cặp vợ chồng hoặc là một anh một chàng một em nào độc thân hay đó, là đúng ba không? Mẹ đó ngồi dưới, đúng rồi đúng rồi, dạ, okay. Không có cần phải đi lên lầu. Rồi, rồi cái này là cái phòng mà phòng tắm. À, hôm nay tối quá chắc mình không khám phá cái toilet đâu quá các bạn ơi, tối thui rồi đâu có thấy gì đâu khám phá các bạn. À. Đó. Đó, rồi. Xong rồi kế tiếp sẽ là cái phòng study hay là phòng office. À, ok. Cái sàn nhà nó cũng đẹp quá. Đúng rồi, cái này vẫn là sàn gạch. À. Yeah. À nó đó. Làm giống giống bằng bằng vinyl nhưng mà thật sự nó là bằng gạch hả? Uh-huh. À cái chỗ này thì mình có thể ngồi làm việc ha. Uh-huh. Đó chỗ... cửa sổ có ánh sáng nè. Yeah. Chỗ này là lý tưởng để làm nghề YouTuber nè ha. Yeah, livestream. Yeah. Rồi, rồi sao? Mình đi qua bên này sẽ là cái cửa gara. Cửa gara thì bây giờ hiện tại họ đang làm văn phòng đó. Yes. Xong rồi mình có cái hát bát bên này. Ồ, có không có điểm đèn. Cái hát bát. Ok, vậy là nãy giờ là mình có hai phòng ngủ, một cái một phòng ngủ, một phòng tắm rưỡi. Ok. Ok. Rồi, nhớ nhớ cái chỗ giặt bên đây. Quay xin điều. Cái chỗ này đẹp quá nè. Dạ. Yeah. Cái này là chỗ bỏ chìa khóa, bỏ mũ nón, đi giày mang dép rồi đi ra gara bên đây. Hoặc là mình buồn buồn mình ngồi đi mình suy nghĩ. Suy nghĩ cũng được. Rồi sao nữa? Bên đó. Này là cái gì? Rồi bên đây là chỗ phòng mà giặt đồ. Cái phòng giặt đồ này cũng bự nhưng dữ ha. Nhưng mà hiện tại thì họ làm cái phòng mà để mình chọn design cái căn nhà mình, màu gạch gỗ rồi màu tường. Phòng giặt đồ này nó cũng xem size với phòng giặt đồ nhà anh nè ha. Yeah. Cũng bự quá. Rồi. Yeah, bự, nó có shelf này nè nữa. Rồi ra khỏi phòng giặt đồ rồi, cái này là cái gì nè? Right here. Cái này là cái closet bỏ áo lạnh, hay là mấy hộp bụi, đồ quét nhà. Rồi. Rồi. Rồi tiếp xong tiến sâu vào. Tiến sâu vào sẽ là cái bếp phía bên phải. Quay, em đi hút rồi còn cánh cửa này nữa mình phải khám phá cho nó hết chứ. Vẫn là cái closet. Ồ vậy à, nhà này nó nhiều closet dữ ha. Mình có thể bỏ được nhiều đồ. Dạ. À cái trần nhà anh thích quá, nó cao quá nè. Cao. Wow. Đúng đó. Là nhà mẫu ha, nhà mẫu lúc nào nó cũng trang trí đẹp hết cho em ha. Đúng rồi. Ê nó làm kiểu nữa nè, cái builder này nó làm trần nhà kiểu nữa quý vị khán giả ơi. Giống giống như bên Việt Nam của chúng ta đó, trần nhà hay làm kiểu đúng không? Yeah. À hôm nay bếp rất là đẹp luôn. Hôm nay tự nhiên cái vô chúng nhầm ngày tối thùi. Ok rồi, đó. Tới phương em giới thiệu tiếp đi. Họ có cái built-in appliance cho mình ở trong này. Cái này rồi. Là máy nướng nè quý vị khán giả. Dạ máy, máy nướng microwave. Microwave. Rồi cái là nấu cũng built-in luôn. À. Mà họ nói là xây giống y xì căn nhà này tầm 500 ngàn. À vậy à. Dạ. À ok khoan chút xíu nữa mình bật mí sao. Nè cái vách tường đẹp quá kìa, chia sẻ cái vách tường đi. Dạ vách tường rồi backsplash kiểu này mình chọn được nhiều kiểu lắm. Vậy hả? Dạ nếu mà mình muốn kiểu khác cũng được. Nhưng mà anh thấy cái kiểu này hay coi, ha? Coi như đẹp đó giống nha. Giống như 3D nổi lên. Cái bếp nó built in luôn nè quý vị khán giả, thấy chưa? Built in. Các bạn nói tức là ví dụ bình thường thì người ta để cái bếp cho mình như đây đúng không? Nhưng mà cái này nó phát lỗ, nó nhét vô trong này luôn, nhét vô trong này cho mình, thành ra mình được mấy cái này. Đúng rồi, cái này đó. Cũng là upgrade nè, nếu mà mình mình muốn slide. Đó. Đó. Đây nè, anh mới phát hiện ra một điều nữa, cái sink đây nè, giới thiệu cái sink coi. Cái sinh này thì người ta kêu là giống như gạch men hả? Đúng rồi. Dạ. Quá đã các bạn ơi. Đẹp. Nó bự nè ha. Trời ơi cái ống này nè. Ăn tiền là ăn tiền cái ống này nè. Tony thích tìm tòi những cái mò mẫm rò rẫm nè. Bật nước rồi có nước không? Cúp điện chứ không có nước hả? Có nước nè. Cúp điện nhưng vẫn có nước. Quá đã nè các bạn. Dạ. Trời ơi mát tay dễ sợ. Đố quý vị khán giả cái gạch này đẹp hay cái tay Tony đẹp? Rồi. Đó, thì họ vẫn có lò hút và nhiều anh chị em hỏi là ồ mấy cái nhà họ xây có lò hút ra ngoài thì cái này có. Đa số nhà mới bây giờ có hết em ơi. Dạ. Đó. Đó. Tủ. Rồi cái cái gì nữa đây? Cửa kính nữa hả kìa? Entry. Vậy hả? Dạ. Làm cửa kính luôn á hả? Dạ. Đặng cho mình nhìn vô mình thấu sau lưng á đúng không? Đúng rồi. Còn đây là những cái món quà nè quý vị khán giả, hình như là ai mua nhà cho một gì đó. Như tổng đựng vài chục ngàn hay sao. Đó. Rồi tủ lạnh bên đây không có điện nè quý vị khán giả, đây là cái máy rửa chén luôn nhé. Nói tóm lại là hình như chỉ có máy giặt máy sấy tủ lạnh á thì mình phải mua thôi, còn ngoài ra những cái kia là có. Dạ yeah, đúng rồi. Ê cái này cũng bự quá nè ha, đẹp. Yeah. Nó bự. Có nó oversize cái island này để cho mình ngồi luôn. Dạ yeah, rồi rồi bên này là cái chỗ mà ăn thì nhà mới bình thường họ cũng không có xây cái formal dining room. Dạ yeah. Ít lắm. Nó gọi là open rồi. Dạ, bây giờ sẵn, open space mở ra luôn.
Rồi em giới thiệu coi nhà này là nó rất là tiền điện rẻ, là em biết tại sao không? Cửa sổ nhiều nè, đó thấy chưa? Bây giờ ban ngày mà mình cũng không có cần mở điện thì đó. Cũng giống như tụi mình đang đi quay trong bóng đêm nhưng mà vẫn sáng chân nè, thấy không? Là tại vì nhiều cái cửa sổ như thế này đó. Thành ra thường thường đa số những nhà mới bây giờ là rất là tiết kiệm điện nè. À, tại vì sao? Tại vì nó vậy đó. Vậy đó. Tony chưa phải là chuyên nghiệp cho nên Tony giới thiệu gì quý vị khán giả ráng theo Tony nha. Rồi bây giờ nó tóm lại là bây giờ đây là cái bàn ăn rồi cái phòng khách đó đúng không? Bên đây. Đúng ok. Rồi cái này là cái giả hay thiệt vậy cái này nè? Cái đó là cái thiệt đó. À thiệt luôn á hả? À thiệt luôn rồi, vậy là mình phải tốn. Nhưng mà nó có option giống như là mình muốn fireplace cũng được mà mình không muốn cũng được. À, vậy là mình phải tốn củi rồi, mình phải bỏ củi vô đó nó mới ấy đúng không? Dạ. Ok. Rồi. À, rồi tí nữa mình đi ra phía sau xong. Đi ra phía sau. Bây giờ cái cầu thang là bên hông, rồi bây giờ mình đi cái phòng master. Dạ. Master bedroom bên này. Tiến sâu vào master này các bạn. Đó. Mà không có mở điện cũng sáng sủa nữa. Ba cái cửa sổ là sẽ sáng rực rỡ ha. Dạ. Sáng rực rỡ. Rồi cái ceiling nó làm cũng kiểu luôn. Nữa. Đó. Wow, cái phòng tắm này đẹp lắm luôn nè. Quay xin điều. Cái này cái gì vậy? Cái này là cái kiểu thôi. À cái kiểu đó hả? Tưởng đâu là cái closet hay cái gì? Nguyên cái phòng mình. Quay. Đó nãy giờ em không chịu giới thiệu với quý vị khán giả xem à đây nè. Kiểu này thì model home họ mới làm chứ bình thường mình mua nhà nó chỉ như vậy thôi. À vậy hả? Dạ. Ok, ai à, biết à, thấy nó đẹp quá. Đó. Ê đây nè, bên này nó có cái góc để mình ngồi tắm mình ngồi chim én chim biển như nào quý vị khán giả. Ờ, đó, hay không nè. Nè. Mình có thể ngồi được chỗ đó. Đó, ngồi đây đây nè, giống như lan can vậy đó, lan can á. Rồi, bên tắm. Hôm nay đi phòng xem. Phòng tắm đứng bự chưa? Bự quá. Tại vì căn nhà này thì không họ không có làm chỗ tắm nằm. Ồ vậy hả? Nên cái tắm đứng là nó bự luôn như vậy. À, tức là nếu mà quý vị ấy chỉ có căn nhà này không hay là mấy căn nhà không, khác? Không, mình option nếu mà mình muốn muốn tắm nằm tắm đứng thì họ làm cho mình hai cái luôn. Ok. Còn mình muốn tắm đứng không thì họ làm bự hơn. Ok, bởi vì bởi nói gì cho hiểu rõ chứ để thôi quý vị khán giả nó chết cha cái builder này nó không build nằm. Đó, nè cái option này là mình còn muốn tắm nằm với tắm đứng luôn cũng được. Okay. Hay là tắm đứng một chỗ. Mở này coi cái gì cổng nha. Cái chỗ đựng khăn. Dạ. Đựng khăn đựng giấy rồi. Rồi. Hai cái sink. Cái này cái gì? À cái chỗ như vậy rồi bên trong cái bên trong là cái closet. Closet cũng cũng bự rộng. Wow, bự chứ. Bên này nữa. Hôm nay dẫn cái gì cũng vô. Mày mà bữa tối. Chưa bao giờ thấy đi quay nhà chia sẻ nhà mở dưới ban đêm như ở đây nó có cái dưới cái cầu thang để làm cái gì đây nè. Chơi mình chơi trốn tìm được nè em. Cái nhà này mà mua về hai vợ chồng buồn chơi trốn tìm được nè ha. Nhưng mà họ làm sẵn cho mình mấy cái shell á, mình có thể bỏ đẹp giày đã dép tủ đã kiện luôn nha. Có thêm space ở dưới. Bỏ gì tiền nào của đó. Gì mở gần nửa triệu đô la cái này tự nhiên nó đẹp mà. Rồi chuẩn bị lên lầu chưa? Rồi đi, let's go. Mình mới bước lên lầu á thì mình có cái chỗ game room cũng rộng lắm. Đó. Có cái cánh cửa gì? Cánh cửa này á là họ cho mình thấy được ở cái kiểu cái xây dựng của họ như thế nào. Cái quality đi. Là sao? Là đó, bây giờ mình nè. Mà vô đây mình thấy nè, cái này á họ cũng spray foam giống như cái hãng nhà của anh Tony. Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà họ cho mình thấy cái đây luôn. Cái nhiệt độ. Nhiệt độ ở trên cái edit luôn ha. Dạ, hiện tại bây giờ ở ngoài là khoảng bao nhiêu độ? 74 độ. Ở trong này nó cũng là 70 độ nè. Dạ, tức là nó tóm lại là ở trên edit. Nó y hệt như ở dưới. Cái nhà đời mới bây giờ nó vậy á. Mà cái hãng này thì họ xây họ cũng spray foam hết căn nhà giống vậy luôn. Thì giống như cái hãng của anh Tony đó. Mà họ làm cánh cửa để cho mình bước vô mình coi. Mình nhìn mình thấy. Rồi. Đây là cái phòng nó gọi là game room nè các bạn. Hoặc là phòng family room lên đây ngồi. Trên lầu thì có được hai phòng ngủ. Bây giờ mình đi phòng nào trước? Đó, phòng bên này. Quay xin điều. Đây là nhìn xuống luôn. Đó. Các bạn thấy cái cửa cái không? Trên này nó có cái đèn nè, đó. Kiểu đó. Nó nhìn ra ngoài hàng xóm láng giềng nè. Rồi. Xong rồi một cái phòng ngủ bên này.
phòng ngủ này nhà có hai đứa baby. Cái closet. Vậy là phòng ngủ này là phòng ngủ thứ ba đúng không? Thứ ba. Thứ ba, ok. Phòng này là để dành cho con cái rồi đó các bạn. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi cái phòng tắm. Phòng tắm này là cho everybody. Ở trên này. Cho hai phòng. Dạ. Full bath. Rồi bên đây một cái phòng ngủ nữa. Là phòng ngủ thứ tư á, đúng không? Phòng ngủ thứ tư đúng rồi. Thì cái phòng này hiện tại thì họ họ đang làm để cho họ giống như họ nói cho mình là tiết kiệm điện, yeah, cách nhiệt, họ dùng engineer plywood để xây căn nhà này. Yeah. Đây. Okay. Nè. Họ dùng engineer plywood để xây căn nhà này, rồi spray foam, yeah, nè. Đây là những cái vật liệu á. Yeah. Okay. Vật liệu mà người ta xài để build một cái căn nhà đó các bạn. Cái builder này là người ta cho mình biết hết những cái từ ly từ tí, những cái gì người ta xài để người ta build lên một cái căn nhà. Uh-huh. Rồi ở phía ngoài là họ dùng hardy plank là cái này. Dạ, yeah, cái đời mới bây giờ đó. Uh-huh. Nó bằng xi măng đúng không vậy? Dạ, yeah, ở trong nó có bột xi măng ở trong đó. Dạ, yeah, yeah, vậy là giống như nhà của Tony rồi. Yeah. Uh-huh. Mình nhìn thì mình tưởng là gỗ nhưng mà thật sự không phải. Không phải, nó chắc lắm. Dạ, yeah. 50 năm. Hãng á, nhiều hãng nó xây hết căn nhà ở ngoài là cái này luôn đó. Ờ. Tại bây giờ kiểu mới bây giờ. Kiểu mới giờ nó vậy mà. Yeah. 50 nhà mắc tiền họ cũng xây về luôn đó. 50 năm warranty đó em. Yeah. Nửa cuộc đời đó, nó hơn. 60 năm cuộc đời mà 50 năm vậy là hơn rồi. Đó. Rồi cái này cái gì đây nè, đại khái người ta estimate cho mình nè. Saving. Dạ. Yeah. Tiền điện. Ok. Saving. Rồi rốt cuộc lại là cái builder này là cái tên đó đó đúng không? Bizer đó các bạn nha. Yeah. Right here. Bizer Home. Dạ, yeah, Bizer Home. Thì cái builder này em biết là nó có khoảng bao nhiêu năm ở đây không, rồi cái uy tín nó như thế nào, có ok không? Dạ, yeah, ok, xây rất là nhiều nhà mà giá từ 300 tới 600 ngàn trong khu vực này. Yeah. Nhưng mà nhiều cái khu vực khác họ cũng xây hãng này luôn. À. Ok, bây giờ mình khám phá ở phía sau coi thử cái patio của họ xây có rộng không. Yeah. Đó. Rồi. Em chọn đúng ngày đi chia sẻ nhà quá, ngày cúp điện. Oh wow. Cái patio họ làm cũng cao nữa. Yeah, look at this. Big. Oh man, look at this. À cái này nhà bốn mặt gạch ha em? Đúng rồi, nhà này bốn mặt gạch luôn. Bốn mặt gạch. Bốn mặt gạch quý vị khán giả ơi. Mà nhiều cửa sổ. Yes, đó đây nè. Sân cũng ok ha. Nha. Yeah. Thì nếu mà muốn sân rộng thì mình chọn cái miếng đất mà nhiều đất. Yes, thì xây rồi được căn nhà đất rộng ở phía sau. Yeah. Nhà này nó có hệ thống tưới cỏ sẵn luôn kìa. Dạ. Dạ. Ok. Quý vị và các bạn thân mến, thì bây giờ bạn Vi sẽ tổng kết lại về cái builder này cũng như là cái subdivision này và nhà giá cả bao nhiêu trong cái khu vực này cũng như nhà chợt hay là nhà lầu. Rồi 1, 2, 3 nói đi em. Dạ, thì cái khu vực này họ xây nhà từ giá 300 ngàn tới 600 ngàn, nhiều cỡ khác nhau. Tùy diện tích mình chọn thì cái giá nó khác nhau. Và thuế ở đây là 2.85 sau khi Homestead Exemption. 2.85 là sau khi mình sinh rồi đó hả? Sau khi sinh rồi. Ok, yeah, ok. Và HSAway ở đây là gần 1.000 một năm. À, thôi mình tính chẳng ngàn, mình làm cho yeah, mình chơi chẳng số đi cho nó uh-huh, nó dễ. Thì rồi căn nhà hồi nãy giờ mình coi á là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, uh-huh, gần 2.900 square feet. Uh-huh. Và cái giá là tầm khoảng 500 ngàn sau khi upgrade hết giống EC công căn nhà thì là 500 ngàn. Oh. Còn nếu mà mình upgrade ít thì khoảng 470-480 cũng có. Ok. Giống căn nhà này, tùy theo mình upgrade như thế nào. Nhưng mà nó start out là khoảng bao 300. Nhiêu? 300. 300 căn bản là 300 ngàn. 300 ngàn là nhà trệt, 1.800 square feet đó. Vậy hả? À, yeah. Ok. Rồi trường học ở đây có ok là không? Tombow IST. Là very good, right? Very good, yeah. Rồi cái khu vực này nó có an ninh trật tự không em? Dạ, yeah, rất là an ninh trật tự. Hay là sao? Qua cũng có cảnh sát đi phía sau Anthony luôn. Hay là khán giả mua nhà xong rồi cần phải kêu em lợi để làm security? Không, ở khu này rất là an ninh. Dạ, yeah, ok. Mình đi ra đường highway cũng gần. Yeah. Hình như đa số khu vực này là Mỹ trắng nhiều đúng yeah, không? Dạ, hồi yeah, nãy em đi ở ngoài thì thấy nhiều Mỹ trắng trong khu okay, này. Ok, rồi còn cái gì em chưa chia sẻ với khán giả không? Thì ở đây có hai cái builder là Beezer Home với lại Perry. Yeah. Cái nhà hãng Perry cũng rất là đẹp nhưng mà tại vì hôm nay cúp điện nên họ đi về rồi, họ không có mở cửa. Hẹn lại next time yeah, ha, mình sẽ chia sẻ với khán giả. Mình sẽ chia sẻ nhà Perry Home cho các anh chị em xem. Mà hãng Beezer Home này xây nhà cũng rất là chất lượng. Yeah. Yeah. Và tiết kiệm điện nữa. Ok. Uh-huh.
Hello quý vị và các bạn, thì sau vài phút Tony và bạn Vi chia sẻ với các bạn một cái khu subdivision cũng very good, nhà cũng rất là ok, builder cũng rất là uy tín, thì Tony cảm ơn các bạn cũng như là quý vị khán giả rất nhiều. Nếu các bạn nào có nhu cầu về địa ốc, nhà cửa, tiệm tùng, đầu tư bất động sản thì liên lạc với bạn Vi, một là bình luận bên dưới cái video, hai là gọi bạn Vi 832-367-1041, đi theo bạn Vi riết nhớ số điện thoại luôn. và cũng đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận, đăng ký ủng hộ tinh thần để mình và bạn Vi có thêm động lực làm ra nhiều cái video mới nữa nha.